xúc điện để bổ trực, bổ trợ cái tiếng bass để cho nó hay hơn. Bộ karaoke nó càng nhiều thứ thì nó sẽ càng hay. Đó. Có nghĩa mình đầu tư khoảng 2 đôi loa có cả xúc điện thì nó sẽ hay hơn, có cả loa lời càng hay hơn. Đó là tùy điều kiện kinh tế của mỗi người và đầu tư. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại.